Chào tất cả các bạn, lại là mình đây, nối tiếp chuỗi video phân tích Skibidi Toilet tập 71. Hôm nay, mình tiếp tục làm một video nói về Skibidi Toilet tập 72. Và có vẻ như Da Food đã đăng tải một bức ảnh leak lên trên một mạng xã hội nào đó ngoài shop và Discord. Và hôm nay, tôi cũng sẽ đưa ra những giả thuyết có thể xảy ra trong tập 72 và những tập tiếp theo. Video ngày hôm nay vô cùng quan trọng, vì vậy, hãy xem hết video để không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin nào nha. Giờ thì hãy tìm một địa điểm thật lý tưởng ăn miếng bánh uống chén trà để cùng thưởng thức video ngay thôi nào. Đã rất lâu rồi chúng ta chưa có tập 72 Skibidi Toilet. Và tôi tin chắc rằng nó sẽ được phát hành rất sớm. Vấn đề này tôi sẽ nói nó ở cuối video. Đã 8 ngày trôi qua kể từ khi chúng ta có season 23 Skibidi Toilet. Đây có thể được coi là một tập hoàn chỉnh bởi vì độ dài của nó lên tới 2 phút. Và thời gian làm ra 2 phút này mất tới 6 ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc tạo ra một tập phim chất lượng là không hề dễ dàng. Tôi cho rằng tập 72 sẽ dài khoảng 2 đến 2 phút rưỡi nếu theo tiến độ hiện tại. Tuy nhiên, chắc chắn rằng trong tập 72 chúng ta sẽ có nhiều cảnh hành động hơn. Bây giờ, hãy phân tích những bức ảnh leak được cho là của tập 72. Đến với bức ảnh leak đầu tiên, chúng ta thấy sự xuất hiện của Titan TV Man và Astro Toilet. Có vẻ như bức ảnh này chính là bức ảnh leak Skibidi Toilet tập 72. Tuy nhiên, nhìn như đây có vẻ một tiết lộ lớn của tập 72. Bởi vì, nếu bức ảnh này thực sự diễn ra ở tập 72 thì chắc chắn sẽ có một trận chiến giữa Titan TV Man và Astro Toilet. Tuy nhiên, đây có thể là một bức ảnh leak giả Skibidi Toilet. Bởi vì, Da Food sẽ đăng bức ảnh leak đầu tiên lên một mạng xã hội nào đó. Và tôi cho rằng đó là Twitter, và đánh giá chất lượng của bức ảnh leak này, tôi cho rằng nó không cao lắm. Và tôi cho rằng, bức ảnh này chỉ có 40% là leak thật. Đến với bức ảnh leak thứ 3, trông nó khá là thật. Ở đây, chúng ta thấy một đống đổ nát xung quanh. Mọi thứ đang bốc cháy và có một cameraman đứng đằng trước. Có vẻ như đây là một cameraman mới chăng? Tuy nhiên, tôi chỉ cho rằng bức ảnh này chỉ khoảng 30% là bức ảnh leak thật sự. Và đây cũng là một bức ảnh leak trên mạng xã hội Twitter. Vâng, nếu những bức ảnh leak này đều không có khả năng cao là leak thật thì đâu mới là ảnh leak thật sự của Skibidi Toilet tập 72. Da Food nói rằng, anh ta sẽ đăng bức ảnh leak đầu tiên của tập 72 lên một mạng xã hội nào đó. Và tôi tin chắc rằng đó là Twitter. Và hãy đến với bức ảnh leak dường như là của tập 72. Vâng, đây có thể là một bức ảnh leak của tập 72. Bởi vì sau khi đăng nó một giờ thì anh ta đã xóa nó hoàn toàn khỏi mạng xã hội Twitter. Không rõ lý do nào mà anh ta làm vậy. Có vẻ như anh ta không hài lòng với chất lượng của bức ảnh leak này chăng? Hay anh ta muốn thay đổi cốt truyện của tập 72? Vâng, nếu anh ta đã đăng tải bức ảnh leak đầu tiên và xóa bỏ nó. Điều đó đồng nghĩa với việc Skibidi Toilet tập 72 đã hoàn thành và chờ được xuất bản. Và tôi cho rằng, bức ảnh leak này có khả năng khoảng 70% là leak tập 72. Và 30% còn lại nếu anh ta xóa nó và thay đổi hoàn toàn cốt truyện tập 72. Và trên đó cũng có một dòng chữ, các Astro Toilet đang đến. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu bức ảnh leak này là thật thì sẽ có một đội quân Astro đến vào tập sau. Điều này sẽ là một điều vô cùng khủng khiếp với Niên Mình. Bây giờ, hãy đặt ra những giả thuyết tiếp theo có thể xảy ra trong Skibidi Toilet tập 72. Chúng ta đến với những phân cảnh được thêm vào trong season 23. Chúng ta thấy rằng, đặc vụ bí ẩn đã làm mọi cách và mọi điều mà anh ta đang có. Một trong những trợ thủ vô cùng đắc lực của anh ta chính là Lucky Cameraman. Và bạn có thể nhận thấy rằng, Lucky Cameraman rất buồn khi nhìn thấy Plunger Cameraman. Tuy nhiên, anh ta lại không thể đến để tạm biệt người đồng đội của mình. Tôi cho rằng, anh ta đang cảm thấy vô cùng có lỗi với Plunger Cameraman vì đã lôi anh ta vào cái chết. Tôi cho rằng, chỉ vì thực hiện kế hoạch của mình thì Plunger Cameraman và Dutch Speaker Man đã chết. Rất có thể đây không phải là lỗi của Lucky Cameraman nhưng chắc chắn rằng anh ta rất ân hận với những gì mình đã và đang làm. Mặc dù Lucky Cameraman không phải là một người quá thân với Plunger Cameraman. Tuy nhiên, sau gần ấy tập phim thì họ đã là một đội không thể tách rời. Có thể, ở một tập nào đó, Lucky Cameraman có thể sẽ vượt qua giới hạn của bản thân mình và không làm theo lời của đặc vụ bí ẩn. Điều này xảy ra nếu Lucky Cameraman nhận thấy các đồng đội của mình tiếp tục gặp nguy hiểm. Tôi cho rằng rất có thể là vậy, bởi vì các đặc vụ cũng có cảm xúc và chắc chắn rằng điều này sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của đặc vụ bí ẩn. Tôi cho rằng, việc đặc vụ bí ẩn đang làm hiện tại rất có thể cũng sẽ gây ra một cái chết tiếp theo cho một trong số những đặc vụ nào đó. Bởi vì, anh ta đang có một kế hoạch vô cùng lớn nào đó. Và rất có thể tại thời điểm này, Lucky Cameraman có thể hy sinh bản thân mình để cứu những người đồng đội của mình. Rõ ràng, Lucky Cameraman cảm thấy rất buồn sau cái chết của Plunger Cameraman. Và chính các đặc vụ khác cũng cảm thấy điều tương tự. Và câu nói của đặc vụ bí ẩn, anh ta nói rằng,
tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thuyết phục được họ. Rõ ràng, anh ta muốn đề cập đến liên minh Lucky Cameraman về một số điều gì đó sắp diễn ra. Giả thuyết đầu tiên, đặc vụ bí ẩn đang cố gắng thao túng liên minh thông qua Lucky Cameraman. Và đặc vụ bí ẩn yêu cầu Lucky phải thuyết phục và làm mọi cách làm một điều gì đó cho anh ta. Và rất có thể một trong những tập sau, Lucky Cameraman có thể thuyết phục các đặc vụ làm một số điều gì đó nhằm phục vụ cho lợi ích của đặc vụ bí ẩn. Giả thuyết thứ hai, anh ta phải thuyết phục toàn bộ liên minh rằng không có bất kỳ ai đứng sau cái chết Plunger Cameraman và Dutch Speakerman. Và họ chết là vì hy sinh cho trận chiến này. Và chắc chắn một điều rằng, đặc vụ bí ẩn sẽ không lộ diện trong trận chiến này. Giả thuyết thứ ba, anh ta phải thuyết phục các đặc vụ rằng tại sao anh ta còn sống trong trận chiến này. Và những thứ mà Lucky thấy chắc chắn sẽ được giữ bí mật cho đến hết phim. Vâng, hành động của Lucky Cameraman trong những tập tới là một trong những phân cảnh vô cùng thú vị. Chúng ta cần quan sát hành động của anh ta để biết kế hoạch của đặc vụ bí ẩn là gì. Bây giờ, hãy dự đoán Skibidi Toilet tập 72. Hãy đưa ra những dự đoán như sau. Dự đoán đầu tiên, chúng ta sẽ thấy G-Man và đội quân của hắn ta đến một căn cứ mới. Và đây chính là nơi thứ hàng hóa này sẽ được lưu trữ. Có hai giả thuyết mà tôi muốn đặt ra ngay tại thời điểm này. Giả thuyết đầu tiên, trong đây có chứa những tên tiến sĩ còn lại của phòng thí nghiệm. Và chúng là bộ não của binh đoàn Skibidi và Astro Toilet khao khát sở hữu chúng. Giả thuyết thứ hai, trong đây chứa những vũ khí của phe Toilet. Và những vũ khí này chính là trang bị của G-Man. Chắc chắn rằng, khi sở hữu những thứ này thì G-Man sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Dự đoán thứ hai, chúng ta sẽ đến căn cứ của các Astro. Hoặc chúng ta sẽ có một trận chiến giữa Astro Toilet và các Titan. Tuy nhiên, giả thuyết này rất khó để xảy ra. Dự đoán thứ ba, chúng ta sẽ thấy một trận chiến vô cùng hoành tráng giữa G-Man và các Titan. Chúng ta cần nhắc lại, nếu điều này xảy ra thì đây quả là một trận chiến huyền thoại trong suốt lịch sử bộ phim. Dự đoán thứ tư, chúng ta sẽ có Cameraman POV chính là Titan Cameraman. Và chắc chắn một điều rằng, Titan Cameraman sẽ đuổi theo G-Man. Chúng ta sẽ biết được G-Man và các Astro đang bay đi đâu. Hoặc rất có thể các Titan sẽ bao vây lấy G-Man. Lúc này, Astro có thể tạm thời ngăn chặn cuộc chiến nhờ vào sức mạnh của hắn ta. Để trao đổi thì G-Man có thể thỏa thuận với hắn ta một điều gì đó. Và Astro Toilet chính là người cầm chân các Titan ở tập sau. Lúc này thì G-Man sẽ có cơ hội để đến căn cứ mới. Titan Cameraman mở một gói phản lực của mình và bay đi đâu đó. Titan Speakerman cũng bay theo hướng của anh ta. Sau đó là một biểu tượng vô cùng nghiêm trọng trên gương mặt của Titan TVman. Anh ta lập tức dịch chuyển ngay sau đó. Ngoài ra, anh ta cũng nói rằng anh ta sẽ rất vui khi giết chết được tên khốn này. Tôi chắc chắn rằng họ đang săn lùng G-Man. Và thật sự tôi không biết các Astro có đang săn lùng hắn ta hay không. Và có lẽ mọi chuyện sắp không ổn đối với G-Man. Tất cả mọi người đều muốn xé xác của hắn ta. Tuy nhiên, tôi cũng không hiểu các Astro đuổi theo G-Man để làm gì. Hãy thử đặt ra những giả thuyết như sau. Vâng, ở tập 72, chúng ta rất có thể sẽ thấy một trận chiến vô cùng hoành tráng giữa các Titan và G-Man. Có hai khả năng xảy ra như sau. Các Astro sẽ hợp tác một lần nữa với G-Man nhằm chống lại các Titan. Cả hai bên sẽ cùng có lợi trong tình huống này. Khả năng thứ hai, sau khi lấy được thứ mình cần, chúng sẽ bỏ mặc G-Man để rời đi. Và có lẽ đây là kết thúc của G-Man. Chúng ta đến với Astro Toilet và G-Man. Chúng ta không biết chúng có kế hoạch gì tiếp theo. Và có một điều dễ nhận ra rằng Astro Toilet đang đứng về phía G-Man hay một phe nào khác. Bây giờ, chúng ta chưa thể khẳng định bất cứ điều gì. Chúng ta biết rằng, bây giờ chúng không đứng về phía G-Man. Và dựa vào diễn biến hiện tại thì chúng ta có thể thấy các Astro Toilet đang săn lùng G-Man. Tuy nhiên, có thể mục tiêu chính của chúng chính là thùng hàng của G-Man. Chắc chắn một điều rằng, G-Man sẽ không giao ra món đồ này cho chúng. Bây giờ, hãy dự đoán thời gian ra mắt Skibidi Toilet tập 72. Tôi cho rằng, Skibidi Toilet tập 72 sẽ ra mắt vào 2 hoặc 3 ngày tới khi chúng ta có bức ảnh leak đầu tiên được đăng trên shop. Và tôi cũng cho rằng, nếu hai điều này xảy ra thì sẽ vô cùng khủng khiếp. Giả thuyết đầu tiên, nếu tập hôm nay có rất nhiều cuộc chiến thì sẽ mất 10 đến 11 ngày để tạo ra một tập mới. Giả thuyết thứ hai, tập mới sẽ có rất nhiều những bí ẩn hơn về Astro Toilet. Chính vì vậy, chúng ta sẽ sớm có tập mới vào một hoặc hai ngày tới. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like đăng ký kênh để Zero có thể ra những video hay hơn nhé.